Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, sau một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi, chúng ta luôn cần một giấc ngủ để có thể nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng cho ngày hôm sau. Nếu như trước kia mất ngủ khó ngủ chỉ xuất hiện ở những người già, người trung niên, thì hiện nay chứng bệnh này đang ngày càng trở nên phổ biến ở mọi độ tuổi. Chắc hẳn không ai trong chúng ta muốn thức dậy và bắt đầu một ngày mới với một cách mệt mỏi đúng không nào? Vậy làm sao để có thể giải quyết vấn đề muôn thuở này đây? Ngày hôm nay An Tâm Sống Khỏe sẽ tiếp tục tiết lộ đến bạn những phương pháp giúp bạn ngủ một mạch tới sáng chỉ với một vài đồ uống đơn giản, ngày hôm sau tỉnh dậy khỏe khoắn tràn đầy năng lượng, mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, trà tâm sen. Trong dân gian, đây là loại trà thường được truyền tay nhau nhiều nhất để khắc phục chứng mất ngủ. Tâm sen được sử dụng từ lâu là một vị thuốc có tác dụng ổn định tinh thần, giúp thanh nhiệt, kích thích ngủ ngon. Tuy nhiên, trà tâm sen có vị đắng nên hơi khó uống trong quá trình sử dụng. Nghiên cứu cho thấy, trong tâm sen có chứa alkaloid, flavonoid cùng với các axit amin. Chính thành phần alkaloid có trong tâm sen có tác dụng ngủ ngon, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, thành phần này lại có thể gây độc cho cơ thể. Do vậy, bạn nên chọn tâm sen có nguồn gốc rõ ràng, sao vàng tâm sen trước khi sử dụng để loại bớt độc tố. Hướng dẫn pha Cách pha trà tâm sen cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cho hai thìa tâm sen vào bình hoặc ấm, rót khoảng 500ml nước sôi vào, sau đó 15 phút là dùng được ngay bạn có thể sử dụng trà tâm sen để thay thế các loại trà mà bạn uống hàng ngày. Kiên trì uống khoảng một tuần, bạn sẽ thấy có kết quả rõ rệt. Nếu bạn có nhu cầu muốn sử dụng kéo dài thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Thứ hai, trà hoa cúc. Trà hoa cúc là loại trà được ưu tiên sử dụng nhiều trong các loại trà với mục đích giúp cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng và lo âu. Trong đồng y, hoa cúc được sử dụng là vị thuốc làm dịu thần kinh, giúp chữa trị làm lành nhiều bệnh lý gây khó chịu cho con người. Nghiên cứu cho thấy, loại hoa này có chứa lactone, một hoạt chất giúp giải độc gan, làm cơ thể thư giãn dễ dàng và đi sâu vào giấc ngủ. Ngoài ra, mùi thơm của trà hoa cúc cũng khiến bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hướng dẫn pha: rửa sạch hoa cúc để ráo nước, sau đó đun sôi rồi thả hoa cúc vào, đun tiếp 3 phút rồi tắt bếp. Trà hoa cúc có vị đắng, nếu thấy khó uống bạn có thể thêm cam thảo để nấu cùng với hoa cúc. Lưu ý, những người hay lạnh bụng, tiêu chảy, ớn lạnh, chân tay lạnh, hạ huyết áp thì không nên dùng trà hoa cúc. Thứ ba, trà gừng. Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn của gia đình người Việt Nam. Trong đồng y, gừng có vị cay, tính ấm, được kết hợp với các bài thuốc giúp điều trị chứng mất ngủ. Vào mùa đông lạnh, sử dụng trà gừng góp phần làm ấm cơ thể, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Hướng dẫn pha, chỉ cần 1 phần 2 củ gừng, thái lát cho vào 500ml nước đun sôi. Khi nước sôi, cho thêm 1 đến 2 thìa đường rồi đun thêm 5 phút là bạn đã có cốc trà gừng ngon tuyệt. Trong trường hợp bận rộn, không thể tự chế biến, bạn có thể mua các gói trà gừng đóng sẵn tại các quán và hiệu thuốc hay siêu thị. Uống trà này 2 lần vào bữa trưa và chiều, giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Lưu ý, trà gừng đã nấu chỉ uống trong ngày, những người hay bị ra mồ hôi, người đang nhiệt nóng như chảy máu cam, chỉ ra máu, người bệnh đáy tháo đường thì không nên dùng. Thứ tư, trà hoa tam thất. Trà hoa tam thất chữa mất ngủ được chế biến từ nụ hoa mới chớm nở của cây tam thất phơi khô hoặc sấy khô, sau đó tán bột, pha nước uống như pha trà. Trong thành phần của trà hoa tam thất có chứa các hoạt chất saponin, nhóm RB có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu và giúp an thần. Trước khi đi ngủ, uống một cốc trà hoa tâm thất sẽ khiến bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc, đem lại sự sảng khoái sau khi thức dậy vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, người bị huyết áp thấp thì không nên dùng. Hướng dẫn pha Ngâm 3 đến 5 nụ tam thất khô vào trong nước nóng, đợi khoảng 1 đến 2 phút thì đổ lần nước. Đầu tiên để làm tinh sạch hoa, sau đó chế thêm nước sôi để hãm trà. Bạn có thể hãm lại nhiều lần cho đến khi trà không còn vị đắng, bỏ bã và thay đợt mới nên uống giải rác 2 đến 3 lần trong ngày như uống với chè tươi, uống vào ban ngày để dễ ngủ hơn vào buổi tối. Thứ năm, trà hoa nhài. Trà hoa nhài là một vị thảo dược có tính bình, mùi thơm nhẹ dịu, có công dụng an thần và thanh nhiệt giải độc rất tốt. Những người thường xuyên bị mất ngủ nên sử dụng lại trà này hàng ngày để giúp cho tâm trạng thư thái, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Hướng dẫn pha, nếu có thời gian thì bạn có thể mua những nụ nhài tươi rồi đem về sấy khô dưới nhiệt độ khoảng 70 độ C trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Khi nụ nhài đã khô khoảng 90% thì lấy ra ngoài để khô tự nhiên. Bảo quản hoa nhài khô trong lọ thủy tinh đóng nắp kín để sử dụng dần. Mỗi lần pha trà, lấy 5 bông nhài khô thả vào ấm trà, hãm khoảng 30 giây để đánh thức hương vị của trà, rồi đổ lượt nước đầu đi. Tiếp theo, rót khoảng 250ml nước sôi vào ấm trà, rồi thắng khoảng 5 phút là có thể uống được. Khi nào dùng hết nước trà bên trong ấm thì thay lần nước mới. Như vậy một ấm trà bạn có thể hãm lại 2 đến 3 lần để sử dụng trong ngày, không nên pha quá nhiều trà sẽ bị nhạt và mất vị. Lưu ý, phụ nữ có thai thì không nên sử dụng trà hoa nhài để trị mất ngủ. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên uống trà hoa nhài khi đói bụng để tránh bị cồn cao ruột. Thứ 6, trà hoa oải hương theo một nghiên cứu về tác dụng của hoa hoài hương cho thấy, 80% bà mẹ bìm sữa sau khi uống trà hoa hoài hương trong vòng 2 tuần đã cải thiện được giấc ngủ và cảm thấy ít mệt mỏi hơn. Điều này đã chứng tỏ rằng hoa hoài hương có lợi ích rất tốt đối với giấc ngủ của con người. Đồng thời, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hoa oải hương có thể giúp làm giảm những cảm xúc tiêu cực liên quan tới lo âu, stress. Hướng dẫn pha như sau. Để pha trà hoa oải hương, bạn nên chuẩn bị trước những túi lọc trà hoa oải hương có bán sẵn. Mỗi lần pha trà cho một túi lọc với một lát chanh mỏng và một thìa nhỏ cà phê, hãm với 200 ml nước sôi trong khoảng 5 phút. Thưởng thức vị trà khi còn nóng ấm, không nên dùng quá nhiều vì trà sẽ bị đắng. Uống trà hoa oải hương là một cách rất tốt để ngủ ngon, giảm stress và giảm cân hiệu quả. Thưa quý vị, trong đông y mật ong được xem là một loại thảo dược, ngoài công dụng kháng viêm, diệt khuẩn, thanh độc giải nhiệt, còn có thể trị mất ngủ nhanh chóng và an toàn. Nếu bạn đang gặp vấn đề về giấc ngủ, bạn hãy áp dụng ngay phương pháp chữa mất ngủ bằng mật ong thay vì lựa chọn thuốc an thần cho mình bằng những cách sau đây quý vị nhé. Thứ bảy, mật ong sở hữu một lượng vitamin và khoáng chất tự nhiên rất lớn. Mật ong không chỉ là thực phẩm giúp bồi bổ sức khỏe, làm đẹp da mà còn là một bài thuốc đơn giản chữa mất ngủ. Trong mật ong có chứa glucose và fructose giúp dự trữ glycogen, giúp giấc ngủ được sâu. Ngoài ra, ngoài ra, trong mật ong có chứa nhiều tryptophan giúp não bộ sản xuất ra nhiều serotonin, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Bạn có thể phối hợp mật ong với các loại thức uống khác như trà gừng, trà hoa nhài. Tuy nhiên không nên sử dụng quá 50ml mật ong mỗi ngày. Đặc biệt là những người bị bệnh tiểu đường, mắc bệnh sơ gan hay tụt huyết áp hoặc những người bị cảm cúm, đang uống thuốc thì không nên dùng. Cách thứ nhất, chữa mất ngủ bằng mật ong nguyên chất. Đây là một trong những cách chữa mất ngủ đơn giản dễ thực hiện. Nguyên liệu bạn cần, hai thìa mật ong nguyên chất, tốt hơn nếu dùng mật ong rừng và một ly nước ấm. Cách thực hiện như sau, bạn cho hai thìa mật ong vào ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn và khuấy đều, nên uống mật ong khi còn ấm và dùng đều đạn mỗi ngày vào buổi tối trước khi ngủ một tiếng. Việc áp dụng cách này trước khi ngủ giúp bạn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thần kinh được thư giãn cũng như giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Cách thứ hai, sử dụng sữa ấm và mật ong trị mất ngủ. Cũng tương tự như dùng mật ong nguyên chất, thay vào đó để tăng thêm mùi vị, bạn có thể phối hợp giữa sữa ấm cùng mật ong giúp trị mất ngủ hiệu quả. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm hai thìa mật ong nguyên chất và một ly sữa ấm. Cách thực hiện đơn giản như sau, bạn pha một ly sữa ấm và cho hai thìa mật ong vào, khuấy đều lên. Cách này bạn nên thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút và đều đặn mỗi ngày để hiệu quả cao. Thứ 8. Chocolate nóng ở Việt Nam, chocolate nóng là loại thức uống chưa được đề cập nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ lỡ đồ uống này vì đây là một trong những loại đồ uống giúp giấc ngủ của bạn được cải thiện đến bất ngờ. Chocolate làm tăng lượng endorphin có trong cơ thể, giúp bạn đẩy lùi được các triệu chứng lo âu, căng thẳng, giúp cho tâm trạng của bạn được cải thiện, dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, trong chocolate thường có nhiều đường nên chứa lượng calo lớn. Do vậy, bạn nên lựa chọn chocolate đen. Đây là loại chocolate nhiều ca cao và ít đường để tránh gây thừa cân, tiểu đường. Một ngày bạn không nên uống quá hai cốc chocolate và tránh uống vào tối muộn để đảm bảo sức khỏe và răng miệng cho bạn. Thứ 9. Sữa hạnh nhân Sữa hạnh nhân là một trong những loại sữa được ưu tiên khuyên dùng trong việc kích thích ngủ ngon. Các nhà khoa học đã đưa ra nhận định rằng thiếu hụt Magie chính là một trong những nguyên nhân gây ra mất ngủ, Hạnh nhân là một trong số những loại hạt có hàm lượng magie cao, vì vậy uống một ly sữa hạnh nhân sau bữa ăn tối sẽ khiến bạn có một giấc ngủ trọn vẹn. Trước đây, sữa hạnh nhân rất khó tìm mua, nhưng ngày nay bạn có thể mua chúng dễ dàng tại các siêu thị. Để đảm bảo hơn, bạn cũng có thể tự làm sữa hạnh nhân tại nhà một cách đơn giản. Thứ 10, uống nước đậu xanh. Hạt đậu xanh có rất nhiều vitamin B6 và loại vitamin này là nhân tố kích thích não bộ sản sinh ra melatonin, một loại chất dẫn truyền thần kinh kích thích cảm giác buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn khó ngủ, mất ngủ thường xuyên thì hãy thử rang khô hạt đậu xanh và nấu với nước để uống hàng ngày. Nếu khó uống, bạn có thể cho thêm một chút đường để cải thiện hương vị. 11. Sữa ấm. Nếu bạn có thói quen uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ thì hãy duy trì thói quen này. Sữa không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp no bụng, ngủ ngon, mà trong sữa còn có thành phần tryptophan cùng với các axit amin giúp sản sinh ra serotonin và melatonin, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ ổn định hơn. Vậy còn chân chờ gì nữa, hãy chuẩn bị cho mình một cốc sữa ấm uống trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ, bạn sẽ có một giấc ngủ tuyệt vời thưa quý vị trên đây là những loại đồ uống lành mạnh và có công dụng trị mất ngủ khá hiệu quả bạn có thể tham khảo và tự áp dụng tại nhà với loại đồ uống bạn yêu thích ngoài việc sử dụng trà thì đừng quên cải thiện chế độ dinh dưỡng với những món ăn tốt cho giấc ngủ thực hiện tập luyện và nghỉ ngơi điều độ để có một giấc ngủ ngon bạn nhé cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong video lần sau